Đại diện GoPro thì cho biết công ty đã rút một số hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc. Lý do là bởi các thiết bị này nằm trong danh sách hàng nhập khẩu Trung Quốc đang bị phía Mỹ áp thuế. GoPro cho biết là sẽ hoàn thành việc này vào giữa năm sau, nhưng chưa tiết lộ việc sản xuất sẽ được di dời đến đâu. Dù không phải là một nhà sản xuất lớn tại Trung Quốc, nhưng sự ra đi của GoPro được xem là dấu hiệu cho thấy xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc do thuế quan đang mạnh lên trong thời gian gần đây. Do vấn đề thuế quan, chúng tôi phải đánh giá lại hoạt động kinh doanh của mình và tiến hành đa dạng hóa chuỗi sản xuất. Chúng tôi cũng tự quản lý hệ thống nhà máy của mình, nên có thể dễ dàng chuyển sang những nơi có chi phí rẻ hơn.